Người mẫu em đang mặc đây là cái mẫu quần áo bảo hộ cá đồng rừng vải bạt ô tô nhé, chất liệu vải bạt ô tô, liền ủng, liền mũ và liền găng tay. Mẫu em mới gửi các bác là cái mẫu mới 2023 mới nhất nhé. Và sẽ có thêm may cho các bác thêm ô để các bác đút quạt vào trong và túi đựng pin cho các bác luôn nhé. Về mẫu này thì các bác nhìn thấy trên hình đây là nó sẽ là ủng màu đen, ủng ngắn linh hoạt, tiện lợi cho bác đi lại trèo cây này. Sẽ có thủ xa từ 40 tới 43. Găng tay màu xanh, lô này màu xanh nhé, cũng sẽ có lô màu cam, lô này lô màu xanh này. Đấy, trước mặt sẽ có khóa kéo nhá, một lớp nhám bên ngoài như này và một lớp khóa kéo to bên trong. Đấy. Về phần trước mặt thì nó sẽ có một cái tấm kính meca rất là to, rộng bao phủ cả hết mặt của chúng ta nhá, đảm bảo các bác là ong không bị chui vào. Đấy. Về phần ô thở thì ở dưới cằm như này, đấy, cố gắng có một dưới ô thở thoáng mà inox này, sườn tai bằng ô thoáng mà inox này. Đấy, đằng sau gáy các mô thoáng các bác bút quạt vào đây nhá, chúng ta sau gáy để thổi ở bên sau gáy này ra đằng trước này, để cạnh tránh bị mờ kính nhá, sườn tai bên này cũng có nhá. Tiếp theo là phần dưới này, sẽ may cho bác hai ô thoáng hai sườn này, bác chế quạt đằng hai sườn cũng được, hoặc chế một cái sườn một trên một cái dưới này. Ở dưới các có túi đựng pin này, bên này em đang chế cho bác là một cái túi cái quạt ở đằng trên sau gáy này và một túi cái quạt ở bên sườn này các nhá. Đấy, mẫu này đang chứa như vậy. Và mẫu này thì bộ bạt ô tô này mà các bác chưa có quạt đấy thì sẽ có giá là 450.000 đồng miễn phí ship. Bác chế quạt vào thì hàng quạt xịn giá 600, hàng quạt rẻ thì có giá 500, tùy theo mẫu quạt các bác chế nhá. Quạt thì nó sẽ có rất nhiều loại quạt, 400 có, 500 có, 600 có, 700 có, rất nhiều mẫu quạt. Còn hôm nay mới được các bác cái mẫu quạt là hàng quạt Taki, quạt cánh đỏ ba cánh nhá. Hàng này là hàng pin chuẩn của 26.000 đây này. Đây hàng Taki các bác nhìn thấy đây. Cánh đỏ này Taki. Mẫu này cả quạt cả áo sẽ rơi vào 1.050.000 đồng nhá, miễn phí ship đấy nhá. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua về những mẫu áo quạt điều hòa, quần áo bắt ong rừng, quốc trèo cây, dây đai bảo hiểm và phụ kiện bắt ong rừng nhá. Những cái mẫu rẻ tiền hay là hàng cao cấp hơn thì bác cứ nhanh tay liên hệ bên em. Đấy, một cái video ngắn gọn thôi, em sẽ đăng tải cái video trên kênh và kết thúc tại đây nhé. Một lần nữa xin được chào các bác. Các bác trong clip lần sau bên cơ sở bên em.